Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay có chuyến công tác đi lên thành phố Cần Thơ á, thì mình có thực hiện một cái video để quay xung quanh cái khu này nha. Khu này thì mọi người chắc cũng đa số mọi người chắc ai cũng biết rồi. Khu này là khu Bến Ninh Kiều. Nhắc tới Bến Ninh Kiều là ai cũng đa số mọi người đều cũng biết cái địa điểm này. Ở cặp bờ sông nhìn rất là đẹp và rất là lãng mạn. Xung quanh đây thì thấy người ta cũng xây dựng khách sạn, nhà hàng, quán cà phê cũng rất là nhiều nha. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì địa điểm này thì nó cũng gọi là lâu năm ai cũng gành, ai cũng biết tới. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quay video từ trên cao để mọi người nhìn thấy cái không gian tổng quát vòng vòng Bến Ninh Kiều nó làm sao luôn nha. Đó, như trước mặt mình đó là nguyên cái khu công viên dọc Bến Ninh Kiều. Ngày xưa thì ghe tàu rất là nhiều, du khách thì cũng rất là thích đi ghe đi vòng vòng đây á. Kế bên thì có cái nhà hàng nổi đó kìa, nhà hàng trên chiếc tàu đó đó. Thấy vé bán vé gì cũng không có mắc lắm. Nó ăn cái nó chạy vòng vòng mấy sông này nè. Cũng rất là đẹp, rất là thơ mộng luôn á. Ở Cần Thơ mà miệt sông nước mà, thì cái gì mà liên quan tới sông nước thì nó cũng đem cái đặc thù của miền Tây. Giờ mình đang quay qua khu khách sạn này, khách sạn Ninh Kiều nha, với cầu đi bộ bắc qua ngay chỗ gần nhà hàng Hoa Sứ nè. Ngày xưa cái khách sạn này nó cũng tương đối nhỏ nhỏ, nó có cái khu sát bờ sông bên trong là đẹp hơn. Ở bên ngoài khu cũ mà nó xây lại cũng khoảng 4-5 năm nay, chắc cả 5 năm mà. Cái cầu đi bộ này cũng xây dựng cũng tầm tầm đó. Chứ ngày trước thì không có cây cầu này. Bây giờ nó nói qua luôn nè, nhìn rất là đẹp. Kiến trúc của cây cầu đi bộ nó đẹp lắm, cũng đặc trưng lắm. Ở xung quanh này thì cái con sông này chỉ là một cái nhánh vào thôi nha. Chứ con sông Hậu thì nó xích xích ngoài kia đó. Ở ngay chỗ này là cầu Cần Thơ. Cầu Cần Thơ thì bắc qua sông Hậu, nó có cái cồn ở giữa nè, nên người ta xây cầu Cần Thơ á, người ta bắc qua cái nhịp đó đi xuống tới cái cồn đó, rồi sau đó mới đảo vô tới bên trong. Đó, ngày xưa thì chủ yếu người ta đi phà thì ngay chỗ bến phà, ngay chỗ đường Trần Phú nó nối vô ngay chỗ dòng xe, ngay chỗ Cách Mạng Tháng 8 á mọi người. Nhưng mà sau này thì đi cầu thì nó hơi cách xa qua đây một chút. Nhưng mà đó thì nói chung là người ta mở đường bên đó thì giờ đi xuống Sóc Trăng thì cũng đi thẳng xuống dưới rồi, các tỉnh khác cũng đi qua bên kia của thành phố chứ không đi vào trung tâm nữa, do đó nó đỡ kẹt xe rất là nhiều đó. Giờ quay ngược lại khu xung quanh cái góc này, cũng có nhiều tàu thuyền của nhà hàng này nọ đổ đậu cũng nhiều nữa nè. Nguyên cái dọc dọc này giờ nó làm công viên, nó làm bờ kè hết rồi nha mọi người. Từ cái cầu đi bộ này qua nè, cái nó làm một vòng cái đi qua tới bên bãi cát bên kia luôn, rồi nói vô tới ngay chỗ cái khu phà cũ mọi người, nguyên một vòng. Giờ nó làm liên thông với nhau chân là đi vòng được hết rồi, cũng rất là hay. Đây giờ mình để mình bay qua ngay chỗ cầu đi bộ cho mọi người nhìn. Cầu đi bộ nhìn cũng rất là đẹp nha. Thấy buổi chiều á, cặp trai gái đó cũng hay dẫn nhau qua cái cầu đi bộ này á. Buổi tối á, người ta đốt đèn lên rất là đẹp. Tối quay còn đẹp hơn nữa. Mà tại vì hôm nay mình có việc ở thành phố Cần Thơ và buổi chiều này, nên thôi tranh thủ quay đi. Ở phía bên tay phải mình ta có trang trí nhiều cái để đốt đèn thì cũng đẹp lắm, giống như kiểu hoa đăng vậy đó. Ở phía trước mình là cầu Ninh Kiều. Cầu Ninh Kiều nó bắc qua bên bãi cát bên đó. Kế bên là khách sạn Mường Thanh nha. Khách sạn Mường Thanh này cao cũng mười mấy 20 tầng gì đó. Nhưng mà nó thua cái tòa nhà bên Vincom. Vincom mà cao nhất ở Cần Thơ này rồi, mà chắc cũng có thể là cao nhất miền Tây. Còn phía bên góc này là nhà hàng Hoa Sứ nè. Tum 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 nè, cũng thấy hay hay lắm.
đó, mình quay xung quanh hết một vòng. Ở vòng vòng đây thì thấy cây cối mát mẻ nhiều, quay vô bên trong Bến Ninh Kiều thì mới là nhà san sát với nhau. Còn phía bên kia thì là cầu Cần Thơ. Ở vòng vòng đi cầu đi bộ này vẫn đứng qua nhìn thấy cầu Cần Thơ nha. Ban đêm mà nó có mở đèn thì còn đẹp nữa. Nên phải nói cái cảnh mà ngay chỗ cầu đi bộ này nó rất là đẹp, thì rất là lãng mạn luôn á. Nó vừa mát mà vừa được ngắm cảnh xung quanh vùng vòng vòng đây nữa. Rồi có thêm cái nhà hàng ở dưới cái tàu nữa kìa mọi người. Nên vòng vòng khu này buổi tối nó đông vui lắm. Buổi chiều này thì chưa có bằng. Đó, mình xây hết một vòng cho mọi người xem rồi đó. Góc phía bên đây mình thấy còn cây xanh, còn diện tích còn rộng rãi nhiều nè. Chứ còn góc phía ở bên Bến Ninh Kiều thì đường xá rồi nhà cửa nó chật chội hết này. Còn phía phía bên nhà hàng Hoa Sứ thì khu này còn rất là rộng luôn. Đây cầu đi bộ đây. Giờ mình thấy mấy cái tỉnh cũng hay làm cầu đi bộ á. Ở Gạch Giá cũng có làm cái cầu đi bộ nữa, mà cây cầu đi bộ có một chút xíu là nhìn cũng tiếu tiếu lắm. Còn cái cầu đi bộ này nhìn cái kiến trúc đó, nó rất là đẹp. Phải chi mà Gạch Giá mà muốn làm cầu đi bộ á là phải làm nối từ gốc Vincom mà qua cái gốc mà nhà hàng cánh bờm, quán cà phê cánh bờm á, chỗ đó đó mà làm cầu đi bộ nó mới đẹp. Chứ còn làm cái cầu đi bộ hiện bây giờ ở dưới Gạch Giá là làm cái chỗ đình ông Nguyễn đó, bắc qua ngay chỗ cửa mắt á, nhìn thấy cái cầu tiếu tiếu vậy nó nhỏ quá. À, giờ để mình quay dạo nhẹ một vòng khu Bến Ninh Kiều này nữa ha. Ở bên đây thì thấy tòa nhà cao tầng hình như nó tập trung dọc cái bờ sông này nhiều. Còn phía bên trong mình không có thấy nó cao bằng. À, ở vòng vòng đây thấy khách sạn và nhiều tòa nhà khác nó cũng cao nữa. Mà cao nhất thì là chỗ Vincom rồi. Vincom để mình sẽ thực hiện một cái video khác để mình đi chạy ngang mình quay Vincom cho mọi người cùng xem luôn. Ở đây cũng có xây những cái tòa nhà cũng tương đối cũng cao cao nữa kìa. Có mấy cái tòa nhà cũng đang xây mà cũng rất cao rồi. Tới chỗ này tới cái chợ Cần Thơ. Rồi bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện thành phố Cần Thơ. Nói chung là tàu thuyền đậu dưới bến này cũng còn nhiều nha. Thì đặc trưng của Cần Thơ mà miền Tây sông nước nên phải có thuyền phải có bè gì đó thì nhìn nó rất là thơ mộng rất là đẹp luôn á. Phải nói là thành phố Cần Thơ thì nhìn thấy nó chật chội, nó đông đúc hơn so với Gạch Giá. Mà Gạch Giá thì được cái nó cũng có rất là nhiều khu phát triển, nhưng mà sướng cái nữa thì nó cứ thêm thành phố Phú Quốc với thành phố Hà Tiên nữa đó, nên nếu chứ nó nói chung mà cộng hết ba thành phố thì sẽ chắc cũng không có thua gì Cần Thơ đâu, còn so từng thành phố thì dễ gì bằng. Ở phía xa xa mình cái tòa nhà cao múc trời đó là Vincom đó nha mọi người, con sông này nó hơi cong cong chút đó. Xây vòng 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 sớm đây sớm chài sớm gì nè. Rồi phía xa xa anh kia là cái đường lên cầu Cần Thơ nha. Ở phía bên đây thì dân cư còn thưa thớt, đất thấy còn trống nhiều, cây xanh nhiều, mà nóc nhà thì nhà tôn đủ thứ màu hết trơn, chứ không có được phát triển như cái bờ phía bên đây. Ở nhà thì nó tương đối nó hơi lộn xộn tí. Ở nhìn quay qua thành phố thì nó mới đẹp. Còn phía khu này thấy mình thấy sao mà nó lộn xộn nó chật chội quá. Đó, đây là tổng thể của thành phố Cần Thơ nha. Nhìn trên cao xuống cũng đồng đều cũng đẹp lắm. Đó, tàu thuyền thì đậu hai bên rất là nhiều. Bên đây người ta như kêu bằng sớm chài thì phải, chủ yếu người ta đánh bắt cá này nọ đó, cái người ta tập trung tảo bên đây giết rồi nó quen. Nhưng mà bây giờ thì người mình thấy người ta làm du lịch nhiều,
chiều chiều là xung quanh Bến Ninh Kiều là có rất là nhiều người đi vòng 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 hỏi có đi còn đi đâu vòng vòng chơi này nọ rồi ha, có người phục vụ mấy chuyện đó, nên mọi người mà ở xa mà muốn xuống đi tàu thuyền gì đó thì cứ xuống Bến Ninh Kiều ngay chỗ có bến này nè, rất là nhiều ghe tàu, mấy chú mấy bác chở cho đi vòng 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 vòng. Còn muốn ăn ăn nhà hàng mà ở trên cái thuyền đó đó thì xuống cũng xuống cái bến này nè, mua vé hay xuống thì mình thấy ở dưới đây cũng rất là đẹp luôn á, rất là đẹp luôn. Đi xuống tàu thuyền vừa ăn nhậu vừa chơi mà tàu nó chạy vòng 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 trên mấy con sông này thì còn gì bằng nữa. Mà cảm giác cái thành phố nó đông đúc, nó tập trung chứ không phải như kiểu Gạch Giá. Gạch Giá là chơi chiều dài, còn này mình nhìn thấy giống như một ô vuông vậy đó, nó đều hơn, nó gãy đều hơn đó. Thì mỗi một cái chỗ nó có một cái đặc thù riêng, nhưng mà về cơ bản thì thấy Cần Thơ thì nó đầy đủ hơn, tại vì thành phố trung ương mà, hay cái gì nó cũng có, người ta cũng đầu tư ngay từ đầu rồi. Còn Kiên Giang thì được cái Phú Quốc á, thì giờ nó đang nổi trội thôi. Chứ sau này mà nếu như Phú Quốc mà nó quay lại nó thành đặc khu thì lúc đó thì chắc Kiên Giang nó sẽ lại bị mất cái phần đó thì cũng không được, thì cũng cũng sẽ ít lại. Chứ còn hiện bây giờ mà như mọi người thấy Kiên Giang vừa có ba thành phố đó mà đóng góp vô thì mình nghĩ sau này Kiên Giang cũng sẽ có một cái tiếng nói nhất định, cũng có một cái phần trăm đóng góp rất là cao so với các tỉnh miền Tây đó. Chắc video của mình đến đây là kết thúc rồi nha, mình quay một vòng khu Bến Ninh Kiều cho mọi người cùng xem vậy thôi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.